Hồi tháng 4 năm nay, một phụ nữ 27 tuổi đã bị đột quỵ và chết não khi cô đang mang thai bé gái 15 tuần tuổi. Các bác sĩ bệnh viện Đại học Bro ở thành phố Bro đã cố gắng duy trì sự sống cho người mẹ, đồng thời thường xuyên di chuyển hai chân thai phụ như thể đang đi bộ để giúp kích thích sự phát triển của thai nhi. Các y tá cũng đã vuốt bụng và bà nội thì trò chuyện với thai nhi để thay thế sự tương tác giữa mẹ và con. Sau 117 ngày kể từ khi người mẹ nhập viện, bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai nhi khi được 34 tuần tuổi hồi trung tuần tháng 8. Các mổ thành công khi bé gái chào đời khỏe mạnh và nặng 2,13 kg. Cô bé được hiện nuôi bằng sữa của người cô ruột cũng vừa mới sinh con.